Thưa quý vị, bình hơi bộ phận bột cá bất ngờ phát nổ tại một công ty trong khu công nghiệp Hòa Hiệp, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến cho một công nhân tử vong. Nạn nhân là NAD, 36 tuổi, trú tại địa bàn, bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay, Viện Nghiên cứu và Quản lý Trung ương CM thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 02 của Chính phủ, cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hai tháng đầu năm 2024, tình hình đăng ký kinh doanh có chiều hướng suy giảm. Cụ thể, tăng trưởng về số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, vốn đăng ký và lao động đều giảm. Riêng trong tháng 1 năm 2024, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gấp gần 2 lần số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Thực tế này cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều thách thức khó khăn. Và hơn lúc nào hết, nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh cần tăng tốc và thực thi thực chất để củng cố niềm tin và tạo động lực kinh doanh cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp nêu những vướng mắc về thủ tục hành chính đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp. Dẫn chứng như ngành thực phẩm với vướng mắc đã kéo dài 7 năm tại Nghị định 09 của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm khi yêu cầu bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải bổ sung iốt vào muối và bổ sung sắt kém vào bột mì dùng trong chế biến thực phẩm. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào quá trình thực thi Nghị quyết 02 năm 2024 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm, đồng thời gắn trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan địa phương sẽ gỡ vướng cho cộng đồng doanh nghiệp. Sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị giao ban với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm trao đổi đánh giá tình hình xuất khẩu và định hướng công tác xúc tiến thương mại phát triển thị trường gạo năm 2024. Tình hình thế giới năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ngay từ thời điểm đầu năm, xuất khẩu gạo nước ta đã có những tín hiệu lạc quan. Kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 1 đạt 362 triệu đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều dự báo giá gạo sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay do nguồn cung bị thắt chặt. Một số quốc gia như là Ấn Độ vẫn hạn chế xuất khẩu vào đầu năm. Trong khi đó, tác động từ thời tiết El Nino tới các khu vực trồng lúa chính cũng làm tăng lo ngại về nguồn cung. Bộ Công Thương nhìn nhận đây là cơ hội rất lớn cho ngành và doanh nghiệp Việt Nam, thế nhưng cũng song hành cùng nhiều thách thức. Vì vậy, ngay trong thời điểm đầu năm, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp ngành gạo cần đánh giá, theo dõi thị trường và hoạt động sản xuất xúc tiến thương mại hiệu quả nhằm hỗ trợ ngành gạo khai thác đa dạng thị trường xuất khẩu, nâng cao vị thế thương hiệu ngành gạo. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công. Trong 50 huyện sẽ sáp nhập thì 11 huyện bắt buộc, 16 huyện khuyến khích và 23 đơn vị liên kề. Sau sáp nhập, toàn quốc dự kiến giảm 14 huyện. Về cấp xã, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị. Trong đó 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liên kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị. Bộ Nội vụ cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 phải hoàn thành trước tháng 10 năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tuyên truyền tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động đồng thuận. Sau sáp nhập, địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân và có chính sách phù hợp với cán bộ công chức viên chức, cơ sở vật chất và trụ sở dồi dư. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về một số công tác cần triển khai thực hiện nhằm thu hồi công nợ của các hãng hàng không trong nước đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán với đơn vị. Theo đó, các dịch vụ hàng không mà ACV đang cung cấp cho các hãng hàng không bao gồm dịch vụ cất hạ cánh, phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh hành khách, hành lý, soi chiếu an ninh hàng hóa, cho thuê quầy làm thủ tục hành khách. Tính đến cuối năm 2023, ACV đã phải trích lập dự phòng, phải thu ngắn hạn, khó đòi gần 3.600 tỷ đồng từ các hãng hàng không trong nước, chiếm 40% các khoản phải thu khách hàng. Trong đó, phần lớn khoản nợ từ các hãng hàng không phát sinh trong giai đoạn COVID-19. Khẳng định trong năm 2023, mặc dù đã đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tuy nhiên, phía ACV thừa nhận kết quả thu hồi nợ và kế hoạch trả nợ của các hãng hàng không vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi đơn vị cung cấp dịch vụ phải áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để tiến tới thực hiện chế tài xử lý các hãng hàng không vi phạm hợp đồng. Cụ thể, ACV cũng xây dựng 5 tiêu chí khởi kiện dừng cung cấp dịch vụ đối với hãng bay vi phạm để xin ý kiến của các cơ quan quản lý có thẩm quyền, gồm không có kế hoạch trả nợ cho ACV,
không thực hiện đúng kế hoạch trả nợ đã cam kết, kết quả kinh doanh không bị lỗ nhưng không trả nợ, có phát sinh công nợ mới trong năm 2023, có số dư nợ lớn hơn các hãng hàng không khác. Thưa quý vị, hôm nay 29 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, khi mua kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày. Hai bị cáo ra hầu tòa trong vụ án này gồm Trương Quang Việt, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, chủ tịch Hội đồng Tư vấn Mua sắm Hàng hóa Dịch vụ của Trung tâm, và Lê Minh Tuyến, nguyên trưởng phòng Tài chính Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 222 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát xác định nguyên giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt và nguyên kế toán trưởng của CDC Hà Nội đã nhận tiền ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á hơn 1,3 tỷ đồng. Hai ông Việt và Tuyến được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai bị cơ quan điều tra khởi tố hồi tháng 6 năm 2022. Liên quan tới vụ việc 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây đã có báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về những nguyên nhân ban đầu. Theo báo cáo, thì bước đầu xác định một số nguyên nhân là do quá trình sinh hoạt chung, một số học viên đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Lợi dụng tình hình đó, thì một số học viên quá khích, manh động, lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn, chống đối lực lượng bảo vệ cơ sở, lực lượng thi hành công vụ và bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Việc quản lý chữa trị giáo dục, nắm bắt tâm lý của học viên của viên chức, người làm việc ở cơ sở này còn nhiều hạn chế. Môi trường sống, sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện chưa thực sự tốt. Môi trường sống chật chội, cơ sở vật chất xuống cấp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị lực lượng công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng tiếp tục truy tìm, đưa các đối tượng còn lại trở lại cơ sở cai nghiện, điều tra làm rõ thêm nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc học viên bỏ trốn. Sáng nay, Viện Nghiên cứu và Quản lý Trung ương CM thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 02 của Chính phủ, cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hai tháng đầu năm 2024, tình hình đăng ký kinh doanh có chiều hướng suy giảm. Cụ thể, tăng trưởng về số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, vốn đăng ký và lao động đều giảm. Riêng trong tháng 1 năm 2024, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gấp gần 2 lần số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Thực tế này cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều thách thức khó khăn. Và hơn lúc nào hết, nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh cần tăng tốc và thực thi thực chất để củng cố niềm tin và tạo động lực kinh doanh cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp nêu những vướng mắc về thủ tục hành chính đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp. Dẫn chứng như ngành thực phẩm với vướng mắc đã kéo dài 7 năm tại Nghị định 09 của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm khi yêu cầu bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải bổ sung iốt vào muối và bổ sung sắt kém vào bột mì dùng trong chế biến thực phẩm. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào quá trình thực thi Nghị quyết 02 năm 2024 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm, đồng thời gắn trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan địa phương sẽ gỡ vướng cho cộng đồng doanh nghiệp.